Thời gian gần đây, đường hầm sông Sài Gòn nối quận Nhất với quận 2 thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra cảnh ùn ứ kẹt xe do lưu lượng xe máy lưu thông qua hầm tăng đột biến, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Trước thực trạng trên, ban quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng ùn tắc, đảm bảo sự lưu thông qua hầm được thông suốt. Vào giờ cao điểm sáng, hàng ngàn xe máy xếp đuôi nhau chen kín trước cửa hầm đầu quận 2 để vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng tương tự xảy ra tại cửa hầm đầu quận 1 vào giờ tan tầm, khi dòng xe nối đuôi nhau về quận 2 gây ảnh hưởng rất lớn đến thời gian đi lại cũng như công sức của người dân khi qua đây. Cái thường thường thì là buổi chiều phải từ khoảng chừng 5 giờ cho lên, 4 mấy 5 giờ cho lên tới 7 tới 6 giờ đó hết. Mình đi làm thì thường là nó kẹt vào tầm khoảng 7 giờ rưỡi sáng, còn buổi chiều thì tầm khoảng 5 giờ. Theo ý kiến các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc tại hầm vượt sông Sài Gòn hiện nay là do đô thị Thủ Thiêm và khu quận 2 ngày càng phát triển, dân cư ngày càng tăng lên. Trong khi hầm Thủ Thiêm là con đường chính dẫn người dân ở khu đô thị quận 2, quận 9 vào trung tâm thành phố theo đại lộ Mai Chí Thọ, nên lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao, trong khi hệ thống xe buýt chạy tuyến đường này hầu như không có. Chúng ta phải tổ chức phân luồng lại, mở rộng thêm cái làn xe bánh và thậm chí đó chúng ta phải có những cái giải pháp tổ chức khuyến khích người dân sử dụng cầu Thủ Thiêm 1. Tại vì cầu Thủ Thiêm 1 thì không ai đi. Nếu trong tương lai chúng ta có phương tiện vận chuyển công cộng từ ở khu vực bên ngoài đi vô trung tâm và trên tuyến đường đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm bớt nhiều. Trước đây mỗi ngày có khoảng 68.000 lượt xe máy qua hầm, song hiện nay có hơn 200.000 xe. Đặc biệt những tháng cuối năm lượng xe máy qua hầm tăng hơn 40.000 lượt xe mỗi ngày. Do vậy tình trạng ùn tắc là khó tránh khỏi. Ban quản lý đường hầm cũng đã lên phương án phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai nhanh chóng các biện pháp chống ùn tắc ở hai đầu hầm, trong đó có việc mở rộng làn đường dành cho xe gắn máy ở ngoài và trong đường hầm. Trung thông đã tổ chức là điều tiết lại cái hướng tiếp cận của xe gắn máy phía đầu hầm phía quận 2 là tăng thêm làn tiếp cận phía quận 2 để vào cửa hầm và tổ chức tăng cường người điều tiết giao thông cũng như là hướng từ quận 1 qua quận 2 thì tăng thêm cái hình thức cái làn để giải thoát nhanh phía quận 2 để cho hướng lưu thông từ quận 1 qua quận 2 nó được nhanh hơn. Để có những giải pháp căn cơ hơn để giải quyết tình trạng ùn tắc tại hầm vượt sông Sài Gòn, ngoài việc tuyên truyền người dân lựa chọn những hướng đi mới, tăng cường hệ thống phương tiện vận tải hành khách công cộng phục vụ trên các tuyến đường này, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xây dựng thêm 3 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn kết nối khu trung tâm với khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua đó hạn chế được áp lực giao thông lên tuyến đường hầm này.